Thời gian gần đây, nhiều địa phương giáp biên giới với Campuchia có tình trạng trâu bò nuôi có chứa chất cấm Sabutamol nhập lậu về Việt Nam. Công tác đấu tranh ngăn chặn trâu bò nhập lậu qua biên giới đã được nhiều ngành chức năng tăng cường. Tuy nhiên, có chiều dài biên giới lên đến hơn 50 km tiếp giáp với nước bạn, địa hình đồng trống, ranh giới là kênh rạch nhỏ, nên công tác ngăn chặn của tỉnh Đồng Tháp đang trở nên khó khăn. Ghi nhận của các phóng viên tại huyện biên giới Tân Hồng, địa bàn có nguy cơ lớn về nhập lậu trâu bò. Xã Tân Hậu Cơ, huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp, hai bên biên giới đều là những cánh đồng trống trải. Mỗi bên đều có những đàn trâu bò chăn thả đang thảnh thơi gặm cỏ. Nguy cơ nhập lậu trâu bò có thể xảy ra bất cứ lúc nào. Do đó, trong kế hoạch tuần tra biên giới, các lực lượng chức năng đều phải lồng ghép thêm những nội dung giám sát việc chăn thả gia súc của người dân để ngăn ngừa trâu bò nhập lậu. Tổ chức kiểm tra kiểm soát chặt chẽ tại các cái cửa khẩu, chỉ đạo các cái tổ chốt phối hợp với địa phương thường xuyên là tổ chức các hoạt động tuần tra tập trung vào các cái khu vực cụm tuyến dân cư hoặc là các khu vực trống, tăng cường các hoạt động tuần tra, nhất là vào các cái thời gian mà cao điểm. Huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp hiện có tổng đàn gia súc là 13.000 con, chủ yếu bò chiếm 90%, trâu chiếm 10%. Trước giờ nuôi trâu thì chỉ với thương lái vòng vòng ở địa phương mình không à. Thì trâu thì mua nhập lậu thì không có qua kiểm dịch chứ là thì mình biết nó phải nguy hiểm rồi. Nhiều khi nó nhiễm mầm bệnh, lỡ mà nó mắm rồi nó lây qua cho địa phương mình. Thì hàng quý cũng có tổ chức thống kê cái đàn trâu bò trên địa bàn huyện để nắm cái tổng đàn cũng như cái tăng giảm của từng hộ nuôi. Thì bên cạnh cái thống kê thì mình cũng kết hợp cái công tác vận động tuyên truyền nhập lậu thì đương nhiên là thứ nhất là nó không đúng quy định, nếu bị phát hiện thì sẽ bị xử lý xử phạt. Công tác kiểm soát ngăn ngừa nhập lậu trâu bò đang được tăng cường trên tuyến biên giới. Sự phối hợp tốt giữa các lực lượng liên quan, đặc biệt là sự quan tâm chung tay của người dân sẽ giúp giảm bớt khó khăn, gia tăng hiệu quả của công tác này nhằm đảm bảo an toàn cho ngành chăn nuôi cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Thưa quý vị khán giả, nhân dịp kỷ niệm 64 năm ngày truyền thống ngành thủy sản Việt Nam, ngày 1 tháng 4 năm 1959, ngày 1 tháng 4 năm 2023, và nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong việc bảo vệ, khai thác nguồn lợi thủy sản, tránh tình trạng đánh bắt tận diệt bằng chất độc, chất nổ xung điện, đồng thời từng bước tái tạo các loại thủy sản có nguy cơ bị đe dọa tuyệt chủng. Sáng nay tại vùng quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn phối hợp cùng với Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định tổ chức lễ thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản. Cùng với lễ thả giống hôm nay, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn yêu cầu các địa phương tiếp tục thực hiện các đợt thả giống tái tạo trong những tháng tới, đưa hoạt động này thành việc làm thường xuyên và liên tục, từ đó góp phần vào mục tiêu tăng sản lượng thủy sản nuôi, giảm tỷ trọng thủy sản khai thác trong thời gian tới. Cũng trong ngày hôm nay, hoạt động thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản cũng được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tổ chức song song tại thành phố Hồ Chí Minh. Với chủ đề chung tay bảo vệ nguồn lợi thủy sản, xây dựng môi trường bền vững cho tương lai, đại diện Cục Thủy sản và Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định kêu gọi người dân và các ngành chức năng, đặc biệt là những hộ sống gần cửa sông, cửa biển thực hiện các nguyên tắc khai thác thủy sản có trách nhiệm, không sử dụng các chất nổ trong khai thác và bảo tồn những loại thủy sản chưa đến tuổi khai thác. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân tỉnh Nam Định cam kết sẽ tích cực tuyên truyền và vận động người dân và chính quyền các cấp thực hiện nghiêm việc bảo vệ các loại thủy sản trên địa bàn, đồng thời thường xuyên liên tục thực hiện các đợt thả giống thủy sản trong thời gian tới. Tập trung bảo vệ tốt cái môi trường cùng với thả giống phóng sinh kết hợp với các cái tổ chức xã hội như là Ban trị sự Hội Phật giáo tỉnh Nam Định cũng như các đơn vị liên quan để làm sao để chúng ta có môi trường tốt, thủy sản ngày càng phong phú thì cũng phục vụ đúng cho bà con ngư dân và những bà con vùng biển cũng phát triển kinh tế biển theo cái nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Nam Định. Cũng trong đợt phát động này, Tổng cục Thủy sản cho rằng đây là cơ hội để các địa phương phát triển các tổ đồng quản lý thủy sản, hướng tới việc tăng nguồn lợi thủy sản nuôi, giảm cường lực khai thác thủy sản theo tinh thần của Luật Thủy sản năm 2017 và Chiến lược Phát triển Thủy sản Việt Nam. Cái nguồn lợi sinh sôi nảy nở thì cái việc tiếp theo của chúng ta là có thể là phát triển những cái mô hình để chuyển đổi nghề, giảm cái nghề khai thác ven bờ, có thể là chuyển một phần những người đang khai thác ven bờ hiện nay tham gia vào các cái đồng quản lý tổ cộng đồng ở ven biển để chúng ta bảo vệ nguồn lợi khai thác một cách hợp lý và gắn với lại các cái hoạt động du lịch sinh thái ở cộng đồng để có cái đời sống tốt hơn. Lễ phát động bảo vệ nguồn lợi thủy sản và thả giống các loại thủy sản tại vườn quốc gia Xuân Thủy, Nam Định sáng nay, ngành thủy sản và chính quyền, bà con nhân dân huyện Giao Thủy đã thả hơn 1 triệu con giống và cá bố mẹ xuống biển để tái tạo nguồn lợi thủy sản, chủ yếu bao gồm các giống tôm sú, cua biển, cá mú, cá đối mục, cá bống bớp, cá hồng mỹ. Cũng trong sáng nay, tại thành phố Hồ Chí Minh,
Tổng cục Thủy sản cũng tổ chức lễ thả giống thủy sản và phát động phong trào bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Theo đó, đã thả hơn 44.000 con cá lăng tại các vùng cửa sông. Các hoạt động này đã và đang góp phần thi hành hiệu lực, hiệu quả luật thủy sản năm 2017 và thực hiện đầy đủ có trách nhiệm các cam kết quốc tế của Việt Nam, trong đó có cam kết chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định EU. Bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật là một trong những loại rác thải nguy hại cần được xử lý đúng quy định. Tuy nhiên, ở nhiều địa phương tại tỉnh Nam Định, nông dân vẫn chủ quan và vứt bừa bãi các loại bao bì thuốc bảo vệ thực vật ngay tại đồng ruộng và kênh mương, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu là rác thải độc hại, nhưng lại đang xuất hiện trên khắp các cánh đồng tại tỉnh Nam Định. Tình trạng nông dân sau khi sử dụng xong các loại thuốc bảo vệ thực vật rồi tiện đâu vứt đấy tại các chân ruộng, kênh mương và đường giao thông nội đồng đang gây ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng. Họ vứt linh tinh đã đầy ruộng, đầy bờ, đây mới đi từ đây đến ngoài kia cũng thấy đây. Những cái lọ thuốc sâu ấy. Trung bình mỗi năm nông dân tại tỉnh Nam Định sử dụng trên 600 tấn thuốc bảo vệ thực vật để bảo vệ mùa màng và lượng bao bì thải ra môi trường tương đương là khoảng 100 tấn. Để giảm tình trạng ô nhiễm môi trường, tỉnh Nam Định đã xây dựng khoảng 22.000 bể chứa vỏ bao bì thuốc bảo vệ thực vật đặt tại các cánh đồng. Từ khi có mô hình thùng rác ruộng đồng, lượng rác thải trên đồng ruộng đã giảm hẳn. Tuy nhiên vẫn còn tình trạng người dân vứt vỏ bao bì chai lọ thuốc bảo vệ thực vật bừa bãi. Chúng ta phải sử dụng thuốc theo cái nguyên tắc 4 đúng, đúng thuốc, đúng cách, đúng nồng độ, liều lượng, và để chúng ta giảm được cái lượng thuốc chúng ta đã sử dụng cũng như là giảm lượng thuốc sử dụng thì sẽ giảm được cái lượng bao bì cũng như là cái lượng mà còn tồn dư ở ngoài môi trường. Và thứ hai nữa thì bà con phải nghiêm chỉnh chấp hành cái việc mà thu gom cái bao bì sau khi mà chúng ta đã sử dụng. Thuốc bảo vệ thực vật là những hóa chất độc hại, nếu không được thu gom xử lý đúng cách thì lượng thuốc tồn dư sẽ tích lũy dần trong đất, lâu ngày ngấm vào mạch nước ngầm gây ô nhiễm ở nguồn nước, làm ảnh hưởng trực tiếp đến các loài động vật sống dưới nước và gây ảnh hưởng đến sức khỏe của con người. Cùng với sự nỗ lực của các ngành chức năng, người dân cũng cần phải tuân thủ việc thu gom vỏ thuốc bảo vệ thực vật để chung tay bảo vệ môi trường. Thưa quý vị và các bạn, qua cúc chi từ xa xưa đã được sử dụng như một loại dược liệu. Bên cạnh vùng trồng qua cúc chi nổi tiếng tại xã Nghĩa Trai, Hưng Yên, thị xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình cũng là một vùng cúc chi lâu đời. Tuy nhiên, qua nhiều năm canh tác do thiếu quy hoạch và kỹ thuật mà vùng dược liệu này đã từng bị hoang hóa. Cách đây 2 năm để khôi phục lại vùng dược liệu này, hợp tác xã Ariti đã được thành lập với phương châm canh tác hữu cơ kết hợp với ứng dụng công nghệ và đi vào chế biến sâu. Hợp tác xã Ariti đã thành công khôi phục được 2 hectare cúc chi, tạo công ăn việc làm cho người dân địa phương. Không chỉ đem lại giá trị về kinh tế, canh tác hữu cơ còn giúp hồi sinh môi trường và nâng cao được nhận thức của người dân trong sản xuất dược liệu. Một vùng nguyên liệu trồng hoa cúc chi, loài dược liệu bản địa của xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình. Những bông cúc vàng nhỏ từng làm nên tên tuổi của xã Sơn Lai từ thời vua Đinh. Thế nhưng, trải qua những biến động của thời cuộc, thị trường, những mảnh ruộng trồng hoa đã không còn đủ khả năng để nuôi sống người dân. Đi đến cái vùng đất này thì cũng vào cái mùa đông như này, thì cả cái cánh đồng ở đây khoảng 5-60 hectare là bỏ không. Thì bên mình cũng rất là thắc mắc, không hiểu sao lại bỏ hoang như này, thì cũng hỏi mấy bác dân địa phương đang chăn bò, thì mấy bác bảo là không có nước. Vùng đất Sơn Lai có thổ nhưỡng phù hợp với loại cúc chi. Tại đây, cúc chi cho ra hàm lượng dược tính cao hơn so với những địa phương khác. Người dân sẵn có kinh nghiệm canh tác từ nhiều thế hệ. Vấn đề chính đó là phải thay đổi phương thức canh tác để phục hồi vùng dược liệu. Hợp tác xã Ariti do anh Hoàng Minh Thành làm giám đốc đã quyết định ứng dụng canh tác hữu cơ. Ngoài cái chuyện chú trọng tạo ra một cái sản phẩm an toàn cho người sử dụng thì mô hình hữu cơ thì chú trọng rất sâu vào chuyện là duy trì sức khỏe của đất và hệ sinh thái, tạo ra một cái giá trị bền vững hơn so với xã hội. Đây đã là mùa thu hoạch cúc chi thứ 2 của hợp tác xã Ariti. Trên miền đất được hồi sinh, những loài côn trùng đã xuất hiện trở lại. Người nông dân địa phương cũng tìm thấy niềm vui trên cánh đồng quê. Mỗi năm khi mùa thu hoạch đến, khoảng 10 lao động được tạo việc làm thường xuyên nhờ thu hái cúc chi phục vụ chế biến trà. Cứ ngày nào giả ngày đấy, 5 cân giả 5 cân, 3 cân giả 3 cân. Làm ở đây thì chúng tôi cảm thấy là rất phù hợp với chị em tôi mà rất vui vẻ. Nó trong sạch, làm là không có sợ nhiễm cái gì cả, làm không khí nó trong lành sạch sẽ lắm.
Với quy trình trồng khép kín, các thành viên hợp tác xã được tập huấn phương pháp sản xuất hữu cơ, từ việc chăm sóc cây trồng, biện pháp phòng trừ dịch hại đến khâu thu hái và chế biến sản phẩm. Cuối năm 2022, hợp tác xã Riti đã được chứng nhận hữu cơ cấp quốc gia cho 1 hectare cúc chi tại xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình.